Có chuyện này em hơi tò mò. Em nói đi. Cô Nhã Phương đó, cô là gì mà sao thân thiết với gia đình anh quá vậy? Thì Nhã Phương là người được ông ngoại chọn cho anh Vinh Hiển cưới làm vợ. Không thể nào. Anh Hiển không thể nào cưới một cô gái tầm thường tới như vậy. Người được ông ngoại chọn chắc không tầm thường như em nghĩ đâu. Mất mát